là ban ngày nó ngủ ban đêm thì sáng đêm luôn, nó đi qua đường sáng đêm đi tới đi lui vậy đó, không ngủ. Rồi. Sao nó giật cái vòng dây chuyền của bà đó là khoảng 4-5 giờ sáng vậy đó. Là nó cái gì không nói ai nghe hết. Nó chửi chỉ còn hơn gì nữa. Đồ đạc đó là nó chung nó tắm giặt lắc bả giặt không đó. Vô! Nó điếc rồi hay gì á, muốn chết hai người luôn mới chịu mà. Xin chào buổi sáng tất cả các cô chú anh chị nha. Thì bây giờ mình đang ở nhà của chị Thanh ở Vĩnh Long nha cả nhà. Thì sáng hôm nay là mùng 6 Tết rồi. Thì mình qua thăm chị Thanh cũng như là chúc Tết cho chị Thanh, coi như lì xì cho chị Thanh nữa. Dạ, thì cũng mến chúc cả nhà mình một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và một năm thật là thành công phát tài nha. Dạ, thì bây giờ tới nhà của chị Thanh rồi. Nhưng mà hiện tại là chị Thanh hình như là còn ngủ. Mình tới rất là sớm. Thì không biết là giờ chị Thanh thức chưa ta ơi. Chị Thanh ơi, chị Thanh thức chưa? Đây. Trời ơi, mình qua sớm quá cả nhà. Thì hôm nay thì đi rất là sớm nên là bây giờ hai mẹ con vẫn chưa có chuẩn bị vệ sinh cá nhân cũng như là chưa có rửa mặt nữa. Dạ. Tinh mơ Thanh thức dậy, rửa mặt rồi đến trường. Ôi, nay chú qua thăm con nè. Đi qua con mình nè con. Đâu rồi mẹ đâu? Mẹ trong nhà. Rồi sao con có khỏe không? Chú vô đi vô nhà ngồi chơi. Vô nhà ngồi chơi ha. Rồi mở cửa ra đi con. Hôm nay thì mình nhận được một cái món quà Tết của chị Hằng đó, thì có gửi về cho bé Hương và chị Thanh. Dạ thì Hương thì con gửi con khui quà đi, coi hôm nay là cô Hằng gửi cái gì cho con nha. Ngồi xuống con khui quà đi con, ngồi xuống đi con. Cô gửi cho con quá trời luôn á. Đó, coi như là quà Tết cho con nha. Đây là, nè con coi cái này là cái gì đây. Trời ơi, áo khoác đẹp quá ta. Đâu con mặc thử có vừa không con? Đó. Còn gì quá trời ở đây vậy chị? Mất nước kìa. Rồi, đem vô cất liền luôn ha, đem vô treo trong liền. Mất nè con phu tiếp đó. Cô Hằng gửi gì con nè? Phu nữa. Rồi, bé Hương khui nữa đi con, mất nữa nè. Này là gì vậy? Khui ra đi. Rồi nè con, con coi cái này là gì nè, bột này là bột niêm nè. Cái này là gì? Bột niêm cà no. Bột niêm cà no là niêm canh rồi đó chị. Dạ. Dạ. À, quá trời luôn, bên đây nữa nè con. Nè, cái này đây là bánh hạnh nhân. Coi đó, con ăn bánh này chưa? Bánh này ăn ngon lắm nè con. Bánh đó là ngon lắm đó. Bên đó là mứt nữa kìa, như là mứt nho hay gì nè chị.
dịu á. Dạ. Trời ơi, đã quá ta. Dạ. Ngon quá he. Ăn, chị ăn thử miếng coi. Thử Hương qua ăn miếng nữa con ngon không? Sao chị mấy nay ăn Tết lớn không? Tết nhỏ. Tết nhỏ hả? Trời ơi, bữa nay nhận được quà quá trời quà luôn rồi nè. Bữa nay mùng mấy rồi chị biết không? Nay mùng 6 hả? Dạ đúng rồi, bữa nay mùng 6 rồi đó. Đố chị khô này con khô gì? Khô chỉ vàng hay gì á? Trời ơi hay quá ta. Con khô này ăn ngon lắm nè. Ừ. Dạ. Nhìn giống giống con khô chỉ vàng vậy đó mà không biết khoải không à. Giống dạ. Gì nè. Dạ đúng rồi, giống giống vậy đó. Trời ơi, rồi vậy là mấy hôm nay cũng ăn Tết rồi cũng lớn ha. Mặc đồ đẹp quá ta ơi. Mấy bộ đồ này cô ba mua phải không? Cô ba mua. Rồi bữa cô ba mua rồi với lại là bộ đồ của chị cô Hằng mới cho phải không? Bây giờ con kéo cái áo lên thử coi. Trời ơi, cô Hằng lựa đồ đẹp quá. Trời ơi, xanh he, quá trời đẹp rồi, xem vòng chú coi đi. Rồi, đẹp quá, rất là vừa, cô ba vừa lựa vừa mà cô Hằng lựa cũng vừa luôn. À, rồi, Tết này rồi mấy hôm nay. Đưa bánh con ăn. Rồi, đưa bánh cho con ăn. Rồi, đưa bánh đi, bánh bánh cho. Đưa bé Hương đi chị, đưa bé Hương tự khui đi chị. Khui, mẹ khui. Ừ, mẹ khui. Để biết đường khui không mẹ? Ngon con. Rồi con dọn dẹp nhà cửa đi Hương. Coi cái gì đó con dọn dẹp nhà cửa, quét dọn nhà cửa đi con. Bình thường ăn cơm mì này kia rồi xong mì ai nấu? Chị nó nấu cũng có, chị nấu cũng có. À, nhà bé Hương nấu ha. Rồi mấy cậu mấy hôm nay có ghé thăm không? Có. Cũng có ha. Rồi cậu Tư, rồi cậu Hai, cậu Ba hả? Ừ. Dạ. Trời ơi, rồi năm nay là coi như là lớn hơn mỗi năm rồi. Năm nay mình ăn Tết mình có nhà. Mấy năm trước đâu có nhà đâu. Phải không? Ừ. Ừ. Ủa sao con đóng cửa vậy Hương? Con sợ. Sợ gì? Bây giờ chú qua đây mà con sợ gì? Con bỏ ra đi chứ vậy hồi mà nó ngọt. Xách luôn á. Bỏ ra đây đi. Hé rửa đây đi. Nó hé một ít thôi. Ừ một ít thôi. Ôi không biết sao bé Hương đóng cửa hoài chứ. Tới là thấy đóng cửa hả? Rồi con thấy sao mà con sợ chuyện gì mà con đóng cửa vậy Hương? Con ở nhà một mình không có ai quan tâm con hết. À. Ở nhà mình không ai quan tâm là con sợ con đóng cửa mỗi ngày vậy đó hả? Rồi tối con cũng đóng mà sáng con cũng đóng nữa hả? Bây giờ mới có 6 mấy 7 giờ mà con đóng gì? Ừ? Này chú có ở đây mà con mở cửa ra đi chứ điện hồi chú ngợp đó. Chú ngợp thở đó. Rồi con sợ chuyện gì con nói chú nghe coi. Con nhà một mình không có ai hết. Ừ. Rồi bình thường con có thấy ai lạ mặt ở đây không hay là như thế nào mà con sợ? Ném đá vào nhà. Như hả? Nhưng mà là buổi sáng hay là buổi tối? Buổi tối. À tối là bắt đầu là ném đá vô nhà con hả? Đâu con ra thử rồi có ai không? Rồi để chú ra đi con, để chú ra đi. Rồi, đóng cửa hoài vậy đó. Nó thiệt là xung quanh nhà của bé Hương á thì đa số là vườn tược thôi, đa số là vườn nhãn, vườn chôm chôm, rồi cũng như là nhà hàng xóm ở gần đây thôi chứ đâu có ai lạ đâu. Nhưng mà buổi tối á, là bé Hương nói là có người này người kia ném đá vào nhà đó, thì không biết là như thế nào. Để chút xíu thôi mình sẽ đi hỏi cậu Tư, hỏi cậu Sáu ở gần nhà coi sao. Đâu có ai, chú có thấy có ai ở đây đâu mà lạ mặt gì đâu mà không. Chú vô nhà đi để mà hỏi chú bây giờ con không có tiền bỏ hường tàn cho chú. Rồi đi rồi quá. Đó thì bé Hương nói là bằng ban đêm là
sẽ có người ném đá vào nhà. Đó, thì mình lên mình hỏi cụ Tư coi sao nha. Đó. Cô tính hỏi cậu Tư cho bé Hương là nó hay nói là buổi tối là có người ném đá vô nhà không? Có không cậu Tư? Có đâu. Dạ. Có đâu. Giống như mà thường là tối là cậu Tư thấy có ai lạ ở đây không? Không. Cũng không có ai hết trơn ha. Mà bé Hương nói là tối có người này kia liền đá vô nhà đùng 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 vậy đó. Nó bị gì vậy biết nữa. Dạ. Vậy là ở tối là cũng như là cậu Tư ở trước cửa nhà vậy đó mà không thấy gì lạ hết trơn ha. Ừ. Dạ. Vậy là có thể là bị tâm thần hay là hoang tưởng hay sợ cái chuyện gì đó vậy đó, nên là suy nghĩ là có người này người kia đến hại mình, đến mà coi như là ném đá vô nhà mình như chắc vậy quá ha cô Tư ha. Ừ, chắc có bị bệnh. Dạ. Rồi gần đây là cô Tư thấy bé Hương ở đây như thế nào, có đỡ bệnh hơn trước? Nó còn tệ hơn. Dạ. Giống như bây giờ là coi như là uống thuốc hay là những cái lời nói tiếng nói đồ này kia là con cũng còn hỗn hào như trước nha. Tệ quá tệ. Dạ, đâu tệ sao cô Tư có thể là kể cho con nghe được không? Trời ơi, nó làm biến lắm, nó không mặn gì hết trơn á. Dạ. Cũng như nó mặn gì nó cũng sai mẹ, nó lấy này kia. Dạ, mặn cái gì là cũng sai chị Thanh. Rồi cũng kêu chị Thanh làm. Ừ. Mà cậu Tư có thấy là ở nhà cũng quét dọn quét nhà quét cửa thì cũng có quét, nhưng mà nấu cơm nấu nước rồi sao? Nấu cơm nước thì chị nấu chứ nó có nấu đâu. Dạ. Rồi cũng như là bé Hương không có nấu thường, là chị Thanh nấu thường ha. Ừ. Dạ. Rồi gần đây uống thuốc rồi này kia là thấy bé có uống thuốc không ha cậu? Nó uống thuốc đâu có đúng giờ đúng giấc người ta đưa đâu. Cũng như giấc trưa nó uống cái là hai lần luôn. Dạ. Mày đất ơi. Rồi ở đây mấy cậu không ấy nó sao? Không nói nó để mà nó uống hai lần như vậy là quá liều đó. Nói nó có nghe thằng con nào. Dạ. Giống như là mấy cậu nói thì bé Hương không có nghe riết rồi. Nói cái bé Hương nó có chữ cậu không? Nó đinh thình à làm vậy á. Dạ. Trời đất ơi, ráng khuyên rồi nó thêm chứ bây giờ uống quá liều vậy là nguy hiểm lắm á cậu ơi. Uống đâu có đúng giờ đâu, đúng giấc đâu, hết bệnh. Dạ, dạ. Vậy là cái chuyện ném đá là coi như là không có. Có đâu, dạ. Có bị gì. Dạ. Mà thấy lúc này sợ là thấy sáng ngày gì cũng đóng cửa hết trơn á. Buổi sáng, ban đêm gì cũng đóng cửa hết trơn á. Ngày nào cũng đóng. Dạ, rồi bình thường là bé có đi lên đây chơi không con? Không, ít lắm. Thì cũng không có đi chơi luôn. Trời đất ơi, ở trong nhà ghét 11 là coi như là sợ kiểu này mốt bệnh nặng thêm nữa. Rồi cậu Tư mấy ngày nay ăn Tết lớn không cậu? Bình thường. À cũng bình thường. Dạ, để con hỏi cậu Tư coi cái chuyện mà ném đá có không vậy mà. Vậy là coi như là không có. Do bé Hương cũng sợ nên là tưởng tượng chuyện này chuyện kia hả cậu ha. Dạ, con cảm ơn cậu, để lên con khuyên bé Hương thêm uống thuốc lại mới được. Dạ. Đó thì đó là cái cậu Tư là người ở trước nhà này, cái nhà của chị Thanh ở đây, nhà của chị Thanh ở chỗ đây, rồi nhà của cậu Tư ở phía trước này, nên là có ai lạ mặt hay có ai tới lui đây là cậu Tư cũng biết liền, nên là cái chuyện mà ném đá vào nhà, cái chuyện mà có người lạ tới đây thì do bé Hương là tưởng tượng, do bé Hương là giống như là bị hoang tưởng nên là cứ suy nghĩ ra chuyện này chuyện kia, cứ suy nghĩ là có người lạ mặt tới hại mình như vậy á, chứ thật sự là không có như cái nhà đó. Thì vô mình sẽ tìm hiểu, mình tâm sự với bé Hương thêm coi lo sợ cái chuyện gì mà tại sao mà uống thuốc quá liều nữa đó. Bé Hương ơi, đó mọi người thấy không, đóng cửa cứng ngắc vậy đó. Ban này là mới 6-7 giờ sáng thôi nhưng mà đóng cửa vậy tới tối luôn đó, nên là không có đi đâu hết trơn á. Đâu mở cửa cho chú vô coi. Đóng cửa cứng ngắc à. Trời ơi, đóng cửa nữa rồi. Rồi giờ bên đây chú hỏi thiệt nè, sao con sợ chuyện gì mà con đóng cửa? Ủa lại tối ngày vậy hả chị Thành? Ừ. Ủa chị thấy bé Hương đóng cửa được tối luôn vậy đó hả? Ừ. Rồi chị có bị ngập thở không? Có sao không? Có sao không? Mở cửa sổ ra chứ. Nè, có cửa sổ này, mở cửa sổ ra ha. Rồi sao, rồi bé Hương có nói với chị sao không mà bé Hương đóng cửa lại tối ngày vậy?
Nên là chợ đá. À, chợ đá, còn sao nữa không? Trời, cái gì giữ đóng cửa dữ vậy trời. Đó, có ai vô đâu con, đâu có ai vô đâu. Đó. Mà lúc trước con có cự cãi gì với ai không? Có cự lộn gì với ai không mà con sợ người ta đến chợ đá nhà con? Con không có cự cãi gì với ai hết mà tự nhiên nhà con là vô chỗ đá như vậy đó con thích. À. Con đóng cửa. Mà con có nghe tiếng bước chân không? Có nghe mà nhắm vô đầu con thôi mà. Nó nghe mà nhắm vô đầu con hả? Ôi đâu ngồi xuống con kể lại tường tận cho chú nghe được không? Để con chú coi cho chú giúp cho con. Ôi. Nhưng con nói là có người trội đá mà nhắm vô cái đầu cái Hương. Rồi bà ở đây là chị có nghe bé tâm sự cái chuyện gì nữa không chị? Sao vậy con? Con sợ gì mà con lấy khẩu trang con đeo vô tại nhà mình mà sợ cái gì nữa? Đâu tâm sự thiệt cho chú nghe coi sợ chuyện gì nữa, ngồi xuống. Ngồi xuống lại đây nè, ngồi xuống đi đi. Đây nói hết cho chú nghe coi có chuyện gì rồi chú giải quyết cho, chú giúp cho. Ngồi xuống đi. Rồi ngồi xuống đi con. Có chuyện gì con? Hả? Thấy ai không? Nè, thì chú hỏi nè mấy hôm nay uống thuốc sao mà uống một lần uống hai liều luôn vậy Hương? Uống thằng uống thuốc người ta lần người ta uống một ca một lần thôi, sao cũng uống một lần một rồi buổi trưa con uống luôn buổi chiều vậy? Uống như vậy là đâu có đúng liều đâu con. Uống vậy là đâu đúng liều đúng lượng đâu, mai mốt là bệnh nặng thêm nữa đó. Mình phải uống là đúng liều đúng lượng nghe, đúng giờ đúng giấc, ăn cơm rồi mới uống. Rồi bình thường mỗi ngày con uống bao nhiêu thuốc bao nhiêu lần thường? Không nhớ luôn rồi. Trưa tối hả? Bây giờ con đi đâu vô ngủ đúng không? Con uống nước. Đi uống nước. Trưa buổi tối. Trời ơi, đóng cửa kín mít ở trong nhà luôn vậy đó. Mấy mốt uống thuốc là uống buổi trưa gì buổi tối, uống cho đúng giờ nha. Chứ không có uống mà một lần mà mình uống luôn buổi chiều buổi tối là không có được nha, nó quá liều. Ôi sợ cái gì mà sợ dữ vậy? Con ngủ. Ngủ hả? Ngủ mà đóng cửa anh chị mà kín mít hết trơn vậy, ở trong đây là giường mà. Đi ra đi. Con bây giờ con vô con ngủ đi, chú nói chuyện với mẹ con chút xíu. Đi ra. Rồi. Đó. Thì giờ bây giờ là bé Hương đóng cửa luôn rồi, coi như là không có chịu mở cửa để mà nói chuyện luôn. Đó thì chị Thanh á cũng. Đó, cho chú lấy nón bảo hiểm Hương. Mở cửa chú lấy nón bảo hiểm con. Đó mọi người thấy không? Thì coi như là bé Hương hôm nay là có một cái biểu hiện rất là kỳ lạ và sợ người lạ và không có dám nói chuyện với người lạ luôn. Giờ đóng cửa luôn rồi. Ok. Thì đó là những cái biểu hiện của bé Hương. Đó. Thì gần đây là coi như rồi. Không biết như thế nào mà mình thấy hoảng sợ lắm. Mình nghĩ là đây gần đây là có một cái biến cố gì đó, hay là có một cái chuyện gì đó là ảnh hưởng tới tinh thần của bé Hương như vậy. Và bây giờ thì không có dám. Đó. Rồi đó ơi. Mọi người nghe không? Nghe cái bé Hương quát không? Dạ thì mình cũng nghĩ là có một cái chuyện gì đó nó ảnh hưởng tới tinh thần của bé Hương đó. Nên là bây giờ tinh thần không có được ổn định. Tại vì tôi ở Đồng Nai nó về khoảng 3 tuần lễ nay nè. Bữa ở bên Hòa về đó ha. Là ban ngày nó ngủ, ban đêm thì sáng đêm luôn. Đi đâu? Nó đi qua đường sáng đêm đi tới đi luôn vậy đó, không ngủ. Đi qua Bình Định đó hả? Rồi chứ bữa đó sao nó giật cái giọng dây chuyền của bà đó là khoảng 4-5 giờ sáng vậy đó. Là nó thì không nói ai nghe hết. Cái chừng bữa đó mình đi mà thay đắt đi về bà đó đưa con đi học đó. Là chặn đường mới nói cháu cưng giật cùng với chuyện chị. Tới giờ nó sợ tới giờ đóng cửa luôn. Nó không mở cửa. Cái mới nói là anh hai ơi,
con Quế Hương nó làm gì đó, cái anh hai vừa nói đóng cửa cái đùng, nó không nói gì đó vậy. Là con nhỏ nó trong ngọn này nè, gặp nó mát. Dạ, ở cái cô đó là sáng đi chợ sớm đấy ha. Ừ, hai mẹ con ta đi chợ đi bộ, nó chẳng có gì công với chuyện của người ta. Rồi cái người đó có sao không? Không, nó bóp làm sao mà chạy được hai cái cỏ là chạy một đường đi nè. Đó coi. Là người ta la làng đó, nói mày không buông á thì tao kêu công an vô. Dạ. Rồi hai vợ chồng người ta mình cũng không biết nữa, hai vợ chồng người ta mới ra đây nè, không biết gặp ở xóm này gặp ai không biết. Mới nói ừ con nhỏ nó bị khùng như vậy đó, rồi thôi cưng tha nó đi. Người ta mới bỏ qua. Người ta nói có gì nói cậu với mợ hoặc mấy chú nói là gầy la nó. Ủa đó mình đi mạng gì ta chặn đầu xe ta nói gì đó mới biết thôi. Tóm lại ra là nó đóng cửa vậy hoài đó, nó hô đi ra ngoài người ta bắt nó, mà dám ai bắt nó. Trời đất ơi, dám chặn đường giật dây chuyền của người ta luôn. Ừ. Trời ơi, mà cái chị đó lớn tuổi chưa? Chị đó khoảng ba mấy gần 40 tuổi rồi, nhưng mà người ta nhỏ con, ốm là nhỏ con. Dạ. Trời đất ơi, mà lúc đó là coi như là sáng đêm không ngủ, đi suốt đêm luôn. Đi suốt đêm nó không ngủ, đi tới đi lui xuôi ngược vậy đó, ban ngày thì nó ngủ, ban đêm nó đi. Dạ. Trời đất ơi, rồi gần đây có những cái biểu hiện gì lạ nữa không Úc? Rồi nè, nó ở nhà nó đợi nó quýnh mẹ, nó đập chén thôi, miệng chén miệng lì lìu ở đây hết trơn nè. Ăn uống này kia nó bỏ đầy đó, nó kêu mẹ nó làm không mà. À bà làm không làm, tôi quýnh giúp mẹ bà. Vậy đó. Ừ, nãy giờ cũng quát lớn lắm. Cũng kêu chị Thanh là đi ngủ thôi mà kêu chị Thanh cũng nói chuyện lớn tiếng với mẹ lắm. Rồi nhiều khi tôi chổng tôi nghe thì tôi la nói bây giờ mày muốn là mẹ không? Tao ra là mẹ mày coi. Làm nó im. Dạ cũng sợ Út ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà chị Thanh thì nghe là nè chị Thanh không à? Chửi chị Thanh dữ lắm. Dạ. Trong khi đó bữa nó quýnh chị Thanh luôn đó, bữa đập chén này nè, bắt chị Thanh dọn dẹp cái lớp giò cắn máu nghe không? Mình đi màn đâu hay đâu, về bữa lớp nó lụm giò cắn máu nghe, đứt giò còn phẹo đó. À. Con tà lạy bé giò chị đó. Là... Đó, quá mẹ đó. Ê! Mày làm cha hả mày? Nó quét nó xài mẹ đó. Nó bắt mẹ làm không, còn á chị với ông Tư Giang á làm như con á. Tôi kêu ông mua cái này nè, ông không mua, nó đủ má ông mua cái kia không à. Nó chửi ông Giang vậy đó. Trời đất ơi. Giống như là anh thứ tư đó. Cậu Tư đó. Ừ. Thì là cậu Tư đi mua đồ mua đạt giùm. Vậy mà còn là la mắng cậu Tư vậy đó. Ông chữ. Tại vì mỗi việc công việc tiền của bà đó là có dám đi chợ, từ hôm đó tới giờ nó không dám đi đâu hết. Hồi từ lúc đó là coi như là đóng cửa suốt luôn. Đóng cửa suốt luôn. Ừ. Thì ra là cái biểu hiện là đóng cửa là sợ người ta đến bắt. Ừ. Nên là đóng cửa. Ừ. Trời đất ơi. Rồi ở đây ăn uống này kia, đồ đạc này kia là chị Thanh nấu không vậy đó ha? Chị Thanh nấu giùm khi ở chỗ mày nè, mà ấy đồ đem ra chị ăn. Dạ, giống như cô Út ở đây cũng gần rồi đem ra cho chị Thanh ăn. Ừ. Còn bình thường là chị bé Hương là không có nấu. Không, nó có nấu, nằm chỗ nó sai chỉ không vậy đó. Dạ. Nó chửi chỉ còn hơn gì nữa. Trời ơi, nghiệp quá. Đã bệnh rồi mà chị Thanh còn bị bé Hương xài xể gì không? Bé Hương là kêu bằng là sai làm việc luôn đó hả? Ừ. Đồ đạc đó là nói chung nó tống giặt lắc quá giặt không đó. Dạ. À, nó về ha, ban ngày nó ngủ suốt luôn, ban đêm nó đi suốt đêm nó không ngủ. Dạ. Thì bây giờ chị có thể là giống như buổi sáng là bé làm gì chị kể em tới tối luôn chị... nó trong nhà đóng cửa suốt luôn vậy đó, nó không đi đâu hết á. Dạ. Ở trong chỗ nó đầu cái kêu mẹ là cái gì hết mình không biết, cái nó chửi mẹ nó. Dạ. Cái ra la nó thì thôi nó im rồi, tối là đi suốt luôn. Ừ. Mà đi là đi đâu hả chị? Giống qua đình bên... nó đi dài bên đình này kia mở vậy đó. Không biết nó đi đâu mà nhiều khi nó đi ra tới ngoài chợ mãi không có chừng luôn nữa. Mình lúc đó đi là giống như là không ai hay hết trơn ha. Hay mà nói nó không được. Dạ. La nó không được ha. Dạ. Nó còn đi tập thể dục mà làm gì la con hoài nữa, đêm nó hôm kia ngủ rồi cái gì ba giật mình thức dậy thấy nó nằm trên võng đi cho đã cái gì ngồi đó khóc hu lên. Dạ. Trời ơi, mà lúc đó mấy giờ? 11-12 giờ đêm á. Trời ơi, 11-12 giờ đêm mà đi như vậy đó. Ừ. Rồi về khóc hu. Ngồi trước cửa ngồi khóc vậy đó, hu lên vậy đó. Không nói, cái gì là nói đó, cái đội gì về nhà nó đóng cửa cái gầm. Vậy đó. Yeah. Không biết sao á. Rồi từ mà cái vụ mà nó giật cũng như tiền bên đình tới giờ nó không dám đi đâu trơn á. Ở nhà suốt luôn vậy đó. Yeah. Trời ơi, phải biết Hương mà ngoan như người ta chắc... Út đồ với mấy cậu mấy mợ đồ ở đây chắc thương dữ lắm, thương với lại mọi người khán giả ở đây thương mấy Hương lắm luôn á. Nó không nghe mà nó lì dữ lắm mà nó hổn nữa. Dạ. Thì đây là cái lời của mợ Út. Dạ mợ Út thì phía trước nhà này cả nhà. Thì phía trước nhà thì nói chung là cậu mợ Út là biết được những cái hành động, những cái lời nói của mấy Hương rõ nhất ở đây luôn. Là nói với chị Thanh gì là coi như là biết hết.
Nhưng mà tại đứt giờ con không có nghe kể thôi nên là con không biết. Hôm nay là hồi nãy cô Út cũng nói sơ sơ rồi, nhưng mà Út nói nữa là con mới hiểu được cái câu chuyện như thế nào mà đóng cửa đó. Chứ thường thường là con đâu có biết làm sao mà đóng cửa đâu. Nè, coi như là đập đùng 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 ở đây. Đóng luôn đóng đùng đùng đùng, nhiều khi người ta ăn sớm ta ngủ mệt nó nửa đêm mới đóng cái gầm, ta phải giật mình như vậy. Nó trời ơi sáng ngày nó làm gì đóng cửa giờ ngút. Thì nó có cái khi nào mà nó mở cửa đâu. Đi ra vô kéo vậy không đó. Nãy mới Hưởng đuổi con ra ngoài luôn á. Ừ, nó vậy đó. Đuổi đi, nói chú về đi, về Liêm mà nó quạo với con luôn, nó la làng, nó la lớn lên lắm. Nhá. Trời đất ơi. Rồi ăn uống này kia gần đây là thấy lúc trước là cũng gọn gàng sạch sẽ, đựng thời gian là coi như đi từ gần thời gian là gọn gàng thì gần lúc đó là đi tao bệnh viện hôm nay. Dạ. Ở đây dọn dẹp cho bả này kia thôi. Dạ. Quần áo cơm nước cho chị thì không có nấu ở đây, ở chổng bưng ra. Rồi từ ngày nó về tới giờ. Trời đất ơi. Không có nói chị khỏe lắm, nhà cái dạng người ai đi mà gì sớm thì có muốn nói cơm cho chị, miếng cơm chị ăn sáng đó là chiều bớt, hoặc chị đói bụng chị nấu mì chị ăn rồi chiều bớt cơm chị ha, còn nói gì lắm là quậy vậy đó. Dạ. Trời đất ơi. Rồi buổi tối là giống như là đi á là chị Thanh có la lên đồ không Út, giống như là bà đó, bà đi á, bà chị không dám nói nó mà nói là nhiều khi nó bán nó quýnh chị muốn lấy tiền vậy á. Đủ má mày đưa không, người muốn giúp mẹ mày. Trời ơi, lấy tiền làm gì Út? Không biết luôn đó, ngày khi hỏi cái gầm nó đóng cái cửa gầm rồi đó. Ừ. Không có biết đường gờ. Không biết đường luôn á. Trời ơi, mà lấy tiền giống như là tiền lâu lâu con cũng cho 100, 200 gì đó mà còn lấy tiền chị Thanh thêm nữa. Mà gần đây thì giống như là có đâu có đi chơi bạn bè đâu đó không? Không, không đi đâu chứ. Ngoài là nói chung là cả tháng mấy này là trong Tết thì đóng cửa suốt. Từ cái vụ đó tới giờ là nó đóng cửa suốt luôn, nó không mở cửa ra. Dạ. Trời đất ơi. Quá trời quá đất rồi. Ừ, đâu có đâu. Chị Bính là bé chị Thanh cũng không dám nói ha. Chị Thanh cũng không biết nữa, về mới hỏi nói nó cái nói nó không ăn cướp không giật ai nha. Tức quá rồi, mày không ăn cướp không giật ai phải không? Rồi ta chở mày vô trong nó. Mày có mày tính tao cái gì? Rồi nó im ghê đóng cửa tới giờ luôn đó. Dạ. Tại vì nó giật có mẹ của thằng nhỏ đó là bạn học với thằng con của chị Bảy tụi ngoài. Thằng nhỏ nhỏ học chung lớp 8 đó. Dạ dạ. Rồi, thì cảm ơn Út, để con vô con gặp nó cái nói chuyện coi cho nó la làng lái quá trời. Ủa nó hỗn dữ lắm rồi. Dạ, hỗn quá trời hỗn rồi. Bữa nay là dạ. Mà còn chửi đó. Dạ, cậu Tư mà còn chữ đó. Cái bữa mà Tết à, 28, 29 không biết mà anh ba anh mua thịt lên chưa mình không biết. Dạ. Đúng má, nó bữa năm nay nó không mua thịt đem lên trơn á. Nó chết đâu rồi. Trời ơi, nó chửi anh ba vậy đó. Dạ. Nó không vàng mà chửi anh ba vậy. Trời đất ơi, dữ gì. Dạ. Bệnh càng ngày càng nặng hơn rồi Út ơi. Không biết dạ. Sao nữa. Mà nó ở đây lúc trước nó chưa đi bên ngoài thì nó đỡ dữ lắm. Đúng còn, rồi. Còn ngày đi bên ngoài về tự nhiên nó sao vậy luôn không biết nữa. Dạ. Đổi tính đổi nết luôn á. Ừ. Cái lúc trước ở đây là coi như là nói nó có bé Hương nó nghe nghe. Ừ. Dạ, nhưng mà gần đây là nói bé Hương không có nghe. Ừ. Trời ơi, đổi tính đổi nết. Đâu bây giờ Út vô thử coi thử coi nó làm gì trong gì Út. Mày mở cửa ra coi bé Hương. Chị Thanh ơi. Gì? Mở cửa cho em ơi. Ừ. Làm cái gì mà la mẹ dữ vậy con? La mẹ quát quát ở trong đó vậy? Mở cửa cho em đi chị Thanh. Chị Thanh không tới á. Đã mẹ bệnh rồi, đã mẹ khó khăn rồi mà bây giờ con làm như vậy nữa. Con đóng cửa lại rồi có cái chuyện gì trong đó rồi sao ai mà vô trong nhà được? Đóng cửa suốt ngày. Làm gì la rung trời rung đất rồi à? Làm gì la dữ à? Mày làm gì nói nghe ơi. Sao cũng là mẹ mình mà, người sao cũng là người thân của mình mà, người mẹ của mình mà la của mẹ gì? Chú biết qua thăm mà chú biết cho tiền là gì nè, chú biết đủ chú biết là sao? Thế đổi đó là mày nhỏ là mày lớn mà. Mày kiếm người Út mày làm gì? Sợ gì bây giờ có chú ở đây mà sợ cái gì? Mày làm gì nạt nộ mẹ dữ à? Chửi mẹ dữ à? Hả? Nè em hỏi chị Thanh nè, bình thường ở nhà bé Hương có chửi chị không? Nói thiệt. Mấy bài ấy. Mấy bài gì mà mấy bài? Mấy bài bảy nữa. Mấy bài bảy nữa hả?
Không có bảy nào đâu, nhưng bây giờ chữ bình thường là có chữ chị không? Nói em nghe. Có. Có phải không? Có chuyện gì mà chữ chị giữ à? Đó giờ cảm gì hết, hổm gì lùm xỉa, đứt là toàn lại chứ. Rồi, vậy là coi cái giò bị đứt là do là coi như là bé Hương đập cái chén phải không? Đập ly, đập chén bữa nó trắng giả trơn cái đường này luôn nè. Chị lết ra chị lụm đó. Trời đất ơi, tội nghiệp chị Thanh quá trời à. Bao nhiêu cái ly chú Hương lấy mưa qua ha, là đập sạch lãm tô dĩa vậy đập trơn luôn. Nói cái đường này mà gọi là có rồi đó là trắng rồi, giả trơn. Đóng cái gì, chú đang trong nhà mà đóng cửa gì? Chú qua chú thăm đi, chú đóng cửa đóng, con đóng cửa chú không qua thăm nữa đó. Làm thái độ gì vậy? Thái độ nói tới làm vậy hả? Bây giờ sợ chuyện gì? Bây giờ sợ chuyện gì? Nói chú nghe đi, chú giải quyết cho. Chứ không thôi là bây giờ sau này là người ta bắt con thiệt đó nha. Rồi ăn cơm thì thôi, giờ xuống bếp mà ngồi cho ăn cơm đi. Mà thường ở nhà là bé Hương sai chị dữ lắm hả chị? Sai hả? Sai làm chuyện gì? Nấu cơm, nấu nước rồi lấy đồ ăn, lấy nước rồi cho bé Hương mày uống hả? Mày đang lố mày liền á, cho mày xuống hồ tây mỡ luôn á. Sao em hỏi chị không? Chị không nói với em. Mày giỡn mặt với tao hả? Gì con, cái gì mà đóng cửa hoài vậy? Chú ở đây nè, ai đâu mà vô bắt con, ai đâu mà vô làm gì con mà sợ? Đó. Mày sợ ai? Quỷ còn sợ mày nữa chứ mày sợ ai? Rồi con ăn cơm đi, ăn mì rồi xong chưa? Ăn mì xong rồi đi uống thuốc, mà mình uống một liều thôi, không uống hai liều nha. Ôi trời, nạt nộ mẹ, nãy giờ con em nghe nổ, nạt nộ quát gì đó. Ôi bữa nay đỡ một bữa. Ủa má mày, mày làm không? Không mấy tụi giúp mẹ mày. Ôi trời. Mày sợ. Sợ cái gì mà sợ, cái gì mà chửi chị dữ vậy? Thì đi đậm chuyện rồi nó đậm luôn mình đó. Nó sợ á. Rồi cũng chửi chị vậy đó. Rồi tội nghiệp quá trời. Nó không có chửi được, chửi mẹ nghe không? Có chuyện gì đâu mà chửi mẹ. Không có đóng cửa, ngồi chơi đi, không có đóng cửa. Nghe không? Chú qua chú thăm con mà con đóng cửa làm gì? Bây giờ có cái chuyện gì mà sợ đóng cửa nói chú nghe một lần nữa, cuối cùng cứ nói sự thật cho chú nghe. Con rất là sợ, con nhà một mình con rất là sợ. Chú vô lết ra đi, con đóng cửa lại mà. Nhưng mà con có sợ, con có làm gì người ta không mà con sợ người ta bắt con? Con không có làm gì người ta hết, chú vô lết đi ra đi. Rồi cho chú ngồi đây nói chuyện với con chút xíu chú về. Ai đâu mà bắt con phải làm cái gì đó người ta mới sợ, con mới sợ người ta dữ vậy chứ. Chú Bullet bước ra đi. Bước ra. Đó là mình mà. Kệ đi. Rồi bây giờ con nghỉ ngơi đi. Con về, em về với Duy Thanh. Thôi bây giờ con vô trong đi, mẹ ra ngoài. Thưa chú nói chuyện với mẹ. Con vô đóng cửa đi, mẹ ra ngoài. Rồi mẹ ra ngoài. Rồi con vô con đóng cửa đi rồi mẹ đi ra ngoài cho mẹ hóng gió rồi chứ con. Rồi mẹ ra, chị Thanh ra ngoài đây nói chuyện chơi. Giờ con đóng cửa làm cái gì? Buổi sáng mà đóng cửa làm chi? Trời, rồi cho chị Thanh đi ra ngoài đi ngồi thoải mái đầu óc. Mày bước vô phòng liền. Mày bước vô trong này liền. Buổi sáng mà bây giờ mới có 6 mấy 7 giờ mấy mấy à. Bắt đầu là coi như đóng cửa, sợ đó. Bữa nay mà hỏi ra thím Út ra là mới biết, hỏi mà Út ra mới biết cái sự việc vậy đó. Sợ. Trời ơi, tội nghiệp chị Thanh gì đâu quá. Tối rồi, cảm chị muốn hỏng rớt đi lượm miệng đó, gì là thấy máu me không đó. Mình đi mà đâu có hay ho gì đi. Đúng rồi. Thấy máu vậy đó. Nó lấy chén dĩa rồi nó đập hết luôn hả? Ừ. Đập rồi ly đập hết trơn luôn. Còn mấy cái? Đập mà được chứ, em mua nhóc hết trơn luôn, bây giờ còn có mấy cái rồi. Đập nó chú ý hết hàng ba này là mình ra tới mình lại trắng giả mày này luôn á. Dạ, giống như là ở đó là ra tao trắng giả hết luôn. Không còn cái chỗ mày lấy ly, nó là ly miễn không không đó. Mở đất cho miễn rồi mày giờ cảm mày vậy đó. Trời đất ơi. Mở cửa ra đây. Mày vô phòng luôn đây. Em mua bằng ếch cho con nè. Sao?
đưa cái phần ít cho con ăn. Rồi bây giờ con ăn đi. Con ăn thì con ngồi yên con ăn đi, con đi đóng cửa hoài vậy. Rồi xong rồi lúc đó là chị bò ra xong rồi bị đứt cái giò hả? Phải không? Ra lụm miệng đó. Chắc chị quá ai biết đâu, chị không đi nữa. Trời đất ơi. Cẳng máu mẹ miếng hình ra mà máu không? Máu không á. Bởi vậy mai mốt chắc chú đưa con đi bệnh viện nữa quá. Con có sợ đi bệnh viện không? Hương. Nãy giờ em nghe bé Hương nó la chị quá trời quá đất. Tới em mà nó còn nẹt nộ em mà. Đừng nói. Tới chị Thanh là mẹ nó có nói mà nó còn bé Hương nó còn ấy mà. Mấy người đó chọc kìa. Mấy người đó chọc kìa. Nói gì? Hôm nay em mới nghe tận mắt á. Bởi vì đấy khi người ta nói nó khùng nó điên rồi nó quan ức cho nó mà nó thường sạc nó đâu phải như vậy đâu. Dạ. Thật đó nó quá trời quá đất luôn. Dạ. Khi người ta nói trời ơi nó khùng mà la đó. Nói giùm khi không la nó là vậy chú biết thấy không? Dạ. Đó. Kệ đi kệ. Mày để cho mẹ chú biết nói chuyện với mẹ là như đóng cửa hoài à? Mày không thích đi vô phòng ở. Nói đó bây giờ nó không có nghe. Hôm nay chị mừng thôi chứ không ai mà chị được vô phương. Dạ. Giống như con bà Út nói là nó nghe ha. Nó chửi mẹ chứ lên tiếng này nãy giờ nó im. Không lên tiếng thôi làm tới luôn đó. Dạ. Có bữa khi nó quýnh chị Thanh luôn vậy đó. Trời ơi quýnh chị Thanh luôn. Đâu có. Đâu có đâu. Nó kêu đưa gì ở tán mà cái bóp đủ má đưa không. Nó quýnh chị Thanh cái bóp đi. Ừ. Cười nó kìa. Quýnh. Quýnh mẹ. Rồi. Thấy chị Thanh chỉ bao che chị giấu nè. Đâu có. Con có chửi mẹ không? Nói chú nghe. Làm gì con chửi mẹ? Hương. Có hổm. Nhưng mà con ở nhà một mình con sợ lắm. Qua Tết lúc đi thành phố rồi. Con không có nhà. Mà cái này là chuyện trong nhà con hai mẹ con mà sao tự nhiên con chửi mẹ, con la quát mẹ là sao? Thường là chửi sao chị kể em nghe. Chuyện gì mà mấy Hương chửi? Lấy đồ ăn chậm quá nó cũng chửi hay sao? Hay là sai chị lấy nước mà chị không lấy nữa mấy Hương cũng chửi chị? Có không em hỏi thiệt. Chơi gì nữa? Chửi gì nữa? Bà đi nước dừa nè Hương. Trời đất ơi nè, giờ này lấy nước dừa đó nè. Chặt nước dừa luôn, mấy Hương chặt nước dừa không chặt luôn cho mẹ chặt luôn. Nó có biết chặt đâu, mẹ mới biết. Trời ơi. Chỉ làm nó ăn là phục vụ cho nó đó. Sao mà con mẹ lớn tuổi rồi, mẹ bệnh rồi, sao con không tự làm mà bây giờ con. Con kêu mẹ làm không vậy? Rồi bình thường là chị lấy đâu ăn trễ, bé Hương cũng chửi chị hả chị? Hả? Rồi lấy nước trễ thì bé Hương cũng chửi chị hả? Nó đi lấy nước. Rồi bây giờ con còn chửi mẹ nữa, rồi bây giờ chú bắt con đi bệnh viện luôn nha. Nha. Đưa con bệnh viện bên quà tiếp nha. Chịu không? Ở nhà sao mà về hết bệnh rồi người ta mới cho về mà bây giờ về đây quậy quạng, đập ly, đập chén, đập này đập kia rồi sao? Nói chú đưa con đi bệnh viện nữa nha. Chịu không? Hương. Con không đi bệnh viện đâu. Không đi bệnh viện đâu mà bây giờ con về con đây con quậy quạng rồi sao? Hả? Chắc thì bà bắt lên chảnh cho ở lên chảnh luôn. Cho ở là coi như là khi nào mà hết dứt điểm luôn mới cho về chứ bây giờ không ở mấy tháng nữa chị Thanh. Phải không? Trời. Làm gì không vô, đây chú nói chuyện với mẹ mà. Mày ngon á. Mày ngon là thử thôi cái coi chơi đó. Đứng vô coi. Bây giờ con vô đi, con đóng cửa đi rồi chú mẹ ngồi đây ngồi nói chuyện chơi, mẹ không mát nè, con đóng cửa lại trong đó rồi ngợp rồi sao?
hả? Chị Thanh chơi, ngồi chơi chị Thanh thử coi làm sao chị Thanh. Mỗi ngày làm sao ạ? Ngồi chị Thanh là lên nhà của Út chơi nữa. Vô. Thôi Thanh ngồi đây nói chuyện chơi. Vô làm gì? Vô hồi ngọt. Vô. Nó điếc rồi hay gì á? Muốn chết hai người luôn mới chịu mà. Nói bởi vì con muốn là nói cái sự thật lên để mà mọi người biết được cái câu chuyện nó như thế nào. Chứ mọi người hay nói là mình con nói quen hoặc là ở đây là nhiều người mình nói quen cho bé Hương. Nhưng mà thật sự không phải, đây là những cái biểu hiện thật sự của bé Hương mỗi ngày như vậy luôn. Chị dạ. Nói chung mà từ ngày mà nó làm thái độ đó rồi nó bắt chị trong nhà suốt. Không, chị không ra ngồi trước cho được. Tối ngày sáng đêm là ở trong phòng không vậy đó mà. Nhiều khi rồi nó kêu chị làm gì không được, cái nó quýnh chị, chữ chị vậy quá. Dạ. Đó nhiều khi. Đó nhiều khi nó quan cho nó chú biết là thấy đó. Dạ. Chứ thật sự không ai bỏ hết, tại vì thái độ nó sao á. Đúng rồi, nói chung là con thấy là anh chị em cô Út rồi đó, mấy cậu mờ rồi ai cũng quan tâm hết trơn á, nhưng mà nó làm như vậy, nó những cái hành động như vậy á. Đó thì nó không có tiếp cận được. Đó nó đóng cửa tối ngày như vậy là không có vô nhà nó được nữa. Trời đất ơi. Rồi giờ sao? Bây giờ gia đình của mình tính sao? Không biết mấy cậu nó làm gì làm chứ mình không biết đâu. Ừ. Mấy cậu thì tự mấy cậu làm gì làm đi. Dạ. Yeah. Giống như là mợ thì cũng không có quyền quyết định ở trong gia đình bằng ha. Yeah. Thì đâu mà cậu mà Út tính thôi coi, giờ nếu mà được thì đưa nó đi bệnh viện Biên Hòa một lần nữa coi, hay là đưa vào bệnh viện tâm thần Vĩnh Long nữa. Chứ bây giờ đó là ý của cậu ba nó thì đứng người quyết định của nó làm gì làm, chứ mình cũng không có biết tới được. Tại vì cậu ba nó hôm rồi cũng đưa đi, cậu ba làm giấy tờ cũng đưa cho nó đi đó. Rồi nó hỏi cậu ba của nó làm gì làm, thấy độ nó vậy. Trời ơi, tao nói Tết là gian trời đất chứ. Mình đi làm đâu có nhà đâu mà biết, hỏi chứ sáng thì đi làm rồi tới chiều mới về. Khi giờ trưa mình đi rồi chứ đâu có biết ở nhà làm như làm. Về thấy trời ô nhà cửa nó đập tan bành trong cái lết giờ cắn máu me không gì. Rồi anh Giang anh lên mua đồ cho nó, cái nó chửi ảnh này kia. Ừ. Họ rồi. Trời đất ơi. Mà từ rồi dù nó tới giờ nó không đi chợ luôn. Tết này anh Giang nói mày đi tao chở cho mày đi. Mày lên xe tao chở, mày muốn mua gì hay không, phải mày mua giờ ý mày. Không đi. Không đi từ ngày mày dụ nó tới giờ nó không đi đâu hết trơn. Dạ. Yeah. Nhà đóng cửa suốt vậy đó. Mà nạt nộ mẹ chị Thanh quá trời, tội nghiệp chị Thanh, nhất là tội nghiệp chị Thanh nè. Nó hành hạ bả chết luôn. Ừ. Mà lúc bà nó đi thì ở nhà bà khỏe, đâu có mà ai chữ may mắn đâu. Ừ. Ai đến từ ngày nó về tới giờ vậy đó, hành hạ bà. Dò cẳng mà lỡ lối cho đứt rồi cái đi đó. Nước dơ ba cái nước dơ đồ nước đã tiểu rồi đó. Dính vô đó, tưởng lỡ là lầy lát chân đó. Chú biết tới á. Dạ dạ. Này cũng có tháng mấy rồi đó. Vậy hả? Thôi rồi bữa nay là con phải nó hơi lỡ hơi nhiều lúc trước rồi. Nó cái đợt mà nó đập trước mà chú biết chứ cô ba qua nữa đó. Dạ. Trời đất ơi, vậy là dữ lắm rồi. Vậy là phải tính sao mà đưa nó đi bệnh viện cho nó ở trống thời gian đi hả, cho nó ra. Chứ bây giờ về đây là nó cứ vậy hoài, là vậy càng ngày nó càng nặng thêm, mà nó hành hạ chị Thanh thêm nữa. Đó mà tội nghiệp nhất là chị Thanh nè, thương con. Thương con không đâu. Có dám nói. Bây giờ thương con rồi con nói như vậy cũng làm theo chứ không có đó. Dám nói, không có dám la lên. Chú biết đó, nãy con kêu chị Thanh ra nói chuyện chơi đó. Bà đi vô không, vô đóng cửa cái gầm đi nó. Ừ, trời đất ơi. Rồi, bởi vì cậu giết mà cậu ơi, mợ ơi chửi bị chửi lén hết trơn. Ước mẹ mình nói thiệt, mẹ mình ở đây mà còn chửi nó, đừng nói nể gì người ngoài giống như em. Ừ. Nãy giờ cũng lớn tiếng rồi, cũng nạt nộ em dữ lắm luôn đó. Ra thì la thì nó im. Dạ. Nó chửi mẹ nó thì la, nói giờ muốn cái gì thì dạ. Nó im. Im đâu từ cái nghe đi cái là chửi tiếp. Dạ. Vậy đó. Trời đất ơi. Tội nghiệp chị Thanh. Sợ gì ra mở cửa cho em đi, nó không có dám làm gì chị đâu. Ừ.
mày phải gửi ra cho tao thấy rồi. Con làm cái gì mà đùng 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 ở trong đây vậy con? Con làm cái gì mà đùng đùng y y trong đây vậy? Hả? Ôi có kìa. Tội nghiệp chị Thanh quá trời, chị Thanh ơi, thiệt cái bữa nay qua em biết cái sự việc, em thấy cái sự việc như vậy em tội nghiệp chị quá trời. Bởi vì thương con mà không dám nói gì hết trơn. Rồi sao, có cái chuyện gì nữa không? Kể cho em nghe coi chuyện gì nữa. Bây giờ chị muốn làm sao? Bây giờ chị muốn đưa bé Hương đi bệnh viện hay cho bé Hương ở nhà? Bây giờ tôi biết chưa kìa, bò lên lớp lỡ lét rồi kìa. Đem từ anh chở đi khám bệnh. Dạ, như là để anh người nhà chở đi ha. Dạ, vậy là chị nói với anh Tư nha. Giờ chút xíu cậu Tư lên nói. Chuyện này chú ngồi nói chuyện, chú chưa có về à. Ngồi nói chuyện với con chút xíu. Rồi con mắt con làm gì con thay muối lên làm gì Hương? Thì vậy con ngồi chỗ đi, con đừng đi nữa. Không thấy được. Trời ơi nè, hổm em nói em sẽ lì xì cho chị á, em gặp chị em lì xì đó. Dạ, người bữa chị hát đó, nhưng mà em chưa có lì xì kịp thì em lì xì đây, lì xì này cho chị nha. Lì xì chị, chúc Tết chị năm mới nhiều sức khỏe mà mau hết bệnh nha. Nhiều vậy. Ôi, đủ hết trơn luôn. Có tiền đô nữa ta ơi. Nhiều đồ vậy? Bên đây có tiền đô nữa nè. Rồi, chú lì xì cho bé Hương đi nè con. Cố gắng. Hứa với chú là phải lo sức khỏe của mẹ, không có được chửi mẹ nữa, không có được mắng mẹ nữa được không? Cái uống thuốc cho hết bệnh nha. Nè. Chúc chú làm sao không? Chú mình giỏi. Rồi. Rồi ăn mì đi rượu, uống thuốc ha. Ủa tấm này nhiêu ạ? Tấm này giữ là 2 đô. Tấm này là 2 đô nè, giữ lắm nè, đẹp lắm nha. 2 đô nữa hả? 2 đô là đổi được nhiêu? Để kỷ niệm. Lọc đầu năm nha. Rồi coi như là năm mới lọc đầu năm thôi nha chị nha. Chúc chị nguyên năm là coi như là mình mau hết bệnh nha chị. Rồi thôi giờ chị nghỉ ngơi đi rồi em về nha. Bye bye. Bye bye. Rồi bé Hương là bây giờ con chú sẽ bàn với cậu Tư đưa con đi bệnh viện, hoặc là chú sẽ đưa con đi bệnh viện một lần nữa, hoặc là ở đây là cậu Út rồi nè, cậu Ba rồi đưa con đi bệnh viện nữa nè, chứ bây giờ ở nhà mà chửi mắng mẹ, la mắng mẹ như vậy là con thấy chú thấy không được rồi. Sợ xe lạ. Sợ khóa người ta mới sợ chứ không khóa người ta sao sợ. Nếu mà không khóa không ấy người ta đâu có sợ chuyện gì. Rồi thôi vô nghỉ ngơi đi ha. Tội nghiệp nhất là tội nghiệp chị Thanh nè. Rồi cảm ơn Út, rồi về. Thật sự mà nói thì hôm nay là mình rất là bất ngờ những cái hành động và những cái lời nói của bé Hương á. Thì trước giờ thì mình đâu có thấy bé Hương có những cái hành động đó đâu. Nhưng mà hôm nay thì mình tận mắt chứng kiến những cái lời nói và những cái cử chỉ và hành động nạt nộ chị Thanh. Rồi chửi mắng chị Thanh, rồi la hét lên rất là lớn luôn. Thì trước giờ lại cũng có những biểu hiện đó vào buổi tối, nhưng mà do mình không có vào buổi tối nên là mình không có biết á. Nhưng mà hôm nay thì không, mà Út á, với lại là cậu Út không có đi làm, rồi mà Út với cậu Út là người ở gần nhà đó và phía trước cái căn nhà đó, nên là những cái lần mà bé Hương chửi mẹ mình, bé Hương là quát mẹ mình đó, thì mà Út này đều nghe được á. Thì hôm nay là phải nói là mà Út kể lại cho mình những cái đầu đuôi sự việc hết. Rồi lý do là bé Hương đóng cửa là do là một lần đó là giật dây chuyền đó, nhưng mà bây giờ hiện tại là bé Hương rất là sợ nên là muốn đóng cửa để ở nhà để mà công an không có tới bắt á. Nhưng mà bên kia thì thấy bé này bị bệnh á nên là họ cũng không có chi cứu và không có báo công an, thì rất là hoảng sợ đó, nên là phần nào cũng ảnh hưởng tới tinh thần của bé. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là càng ngày bệnh tình của bé càng ngày càng nặng hơn rồi, thì mình cũng có hỏi chị Thanh và hỏi mấy cậu như thế nào, nhưng mà mấy cậu nói để cậu Tư là đưa đi bệnh viện đó, thì mình sẽ trước mắt thì gia đình sẽ giải quyết cái trường hợp này, gia đình sẽ đưa bé Hương đi bệnh viện đó, coi như thế nào thì mình sẽ tính tiếp nha, để lần sau mình qua coi sức khỏe của bé Hương có ổn định hơn hay không, rồi mình sẽ quay lại tiếp tục cho mọi người xem nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.